Dù ngay ngã ba đường lên xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có đặt bảng cấm xe tải từ 10 tấn trở lên lưu thông hẳn hoi, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, lúc 5 giờ 20 phút ngày 12 tháng 4 năm 2020, có rất nhiều xe ben có tải trọng lớn vượt quy định chở đất ào ào chạy vào. Người dân nơi đây cho biết những xe ben tải trọng lớn này chạy vào đường cấm để đổi ra đường Suối Nghệ, Láng Lớn đến Hồ Đá Đen chở đất nạo vét đi săn lấp các công trình. Những chiếc xe này không chỉ gây hư hỏng đường mà còn mang đến nỗi ám ảnh nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người dân nơi đây. Rất nhiều lần họ phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng đâu lại vào đó. Thì cái thời gian vừa qua thì cũng nhiều xe ben, xe tải nặng chở vật liệu săn lấp á, chạy ngang qua các cái tuyến đường này thì nó chạy cũng nhanh. Mà lưu lượng xe cộ rồi học sinh rồi những người lưu thông trên đường này thì cũng rất là nhiều. Nó có rất là có thể là có nguy cơ là xảy ra tai nạn rất là cao. Thì mà từ cái ngày mà thấy cũng đề bản là 10 tấn, không quá 10 tấn lưu thông, thì hiện nay thì các cái loại xe ben, xe tải nặng vẫn còn lưu thông. Cũng rất là mong các ngành chức năng của huyện và của tỉnh cũng sớm kiểm tra để rồi nhắc nhở các cái loại xe tải nặng mà lưu thông trên cái tuyến đường Nghĩa Thành xuống Nghệ để cho cái tuyến đường này nó được an toàn về giao thông. Tuyến đường Suối Nghệ Láng Lớn cũng chịu cảnh tương tự. Một vị lãnh đạo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trên tuyến đường Suối Nghệ Láng Lớn có bảng cấm tải trọng trục xe 8 tấn. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có nhiều xe ben vào Hồ Đá Đen lấy đất với tải trọng vượt quá quy định trên tuyến đường này. Trong thời gian tới, Sở sẽ có văn bản phối hợp với Công an huyện Châu Đức đề xuất trích xuất camera an ninh trên tuyến đường này để ghi nhận những biển số xe ben chạy vào. Ban đầu, lái xe, chủ phương tiện sẽ được nhắc nhở, sau đó nếu còn vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.